Đi kiếm phòng trọ giá rẻ đầy đủ tiện nghi, đến khi xem phòng cứ ngỡ làng địa ngục, khiến thanh niên chỉ muốn khóc thét. Cái gì vậy trời? Theo đó, thanh niên vừa mới lên thành phố để kiếm trọ ở để đi làm, trong lòng đầy hy vọng sẽ tìm được một căn phòng vừa túi tiền. Sau bao ngày dò tìm và hỏi thăm khắp nơi, thanh niên được một người quen giới thiệu một căn phòng đầy đủ tiện nghi và có cả cửa sổ trời thoáng mát, nhưng giá lại vô cùng rẻ. Lòng vui mừng và hồi hộp, cậu liền hẹn gặp chủ đến để xem phòng. Bước lên từng bậc thang, thanh niên lại càng cảm thấy vui sướng khi đã tìm được căn trọ đúng ý của mình. Tuy nhiên đến khi mở cửa phòng thì thanh niên cảm thấy có gì đó sai sai. Cảnh tượng đập vào trước mắt khiến nam thanh niên choáng váng khi cứ ngỡ mình đang bước sang thế giới bên kia, vào cánh cổng của 18 tầng địa ngục. Phòng này thì đây. Má như địa ngục mẹ luôn. Đây, cửa sổ trời nha mẹ. Cửa sổ trời đón yên dương nha. Quái thì thò nhé luôn. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Theo video cho thấy, sau khi mở cánh cửa ra, đập vào mắt thanh niên là một ánh sáng đỏ mờ ảo được chiếu thẳng từ cửa sổ trời mà chủ nhà đã giới thiệu từ trước. Từ hy vọng chuyển sang thất vọng, từ thất vọng chuyển sang sững sờ khi cứ nghĩ đã tìm được căn phòng ưng ý, nhưng cái kết thì lại khiến anh chàng sang chấn tâm lý. Nhiều người chứng kiến cảnh này cũng không khỏi nhịn cười, vừa thương vừa buồn cười trước sự ngang trái mà nam thanh niên gặp phải. Một số bình luận đáng chú ý mà nhiều người đã để lại: phòng này chắc là cho người dương lẫn người âm ở cũng được luôn quá. Mở cửa sổ trời là đón Diêm Vương vào nhà liền đó nha. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.